cô đơn quá, anh 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 cô đơn quá. Oh my god, tên anh đó tên là cô sẽ nhỏ nó. I'm so high, đừng tìm kiếm vì anh đây là hàng nhất. Cô đơn quá, cao quá, chắc cuộc chơi là đủ tập cho anh quá. Dáng lết theo của mày vắn nặng, nếu nó dứt kỳ thì có khách sạn quá mà. Nhìn mà học theo anh chỉ là tên của chúng anh, chúng ta đã tạm những bên vụ khác biệt. Đừng tự chống cảnh, đây có thể là nó không khác cả đơn giản như một kẻ hủy diệt. Nơi áo mình đáng thêm bám theo những kẻ mơ mộng khát khao vị trí từ anh đó. Khác đi mà nhớ dùm anh, nhớ dùm anh nhá. Nếu là fan của Sơn Tùng thì có lẽ bạn đã xem MV Hãy Trao Cho Anh rồi phải không? Bạn đã biết hay chưa? Sau 15 ngày 18 tiếng 09 phút kể từ lúc ra mắt thì MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng đã chính thức cán mốc 100 triệu view, cũng sắp xỉ 3 triệu lượt thích. Thành tích này đã đưa tên tuổi Sơn Tùng vào danh sách thế giới cũng như thiết lập nên nhiều kỷ lục Việt Nam. Sản phẩm âm nhạc mới đến từ nam ca sĩ Lạc Trôi đã vượt hàng loạt MV đình đám của làng nhạc thế giới để đặt chân vào top 50 MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất toàn cầu. Với thành tích này, Sơn Tùng MTP chính là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên dám chạy đua trong cuộc chiến 100 triệu view với dàn sao quốc tế. Quá tuyệt vời phải không các bạn? 5. MV của nam nghệ sĩ solo có lượt xem công chiếu lớn nhất thế giới, 637.000 lượt xem. Một trong những kỷ lục mà MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng đạt được theo thông báo từ phía Google chính là MV của nam nghệ sĩ solo có lượt xem công chiếu lớn nhất thế giới với 637.000 lượt xem đồng thời tại thời điểm công chiếu thông qua tính năng YouTube Premiere. Qua đó, MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTP đã trở thành MV có lượt xem video công chiếu trên YouTube lớn thứ 3 đến thời điểm hiện tại. Với thành tích này, Sơn Tùng MTP đã lập được kỷ lục thế giới, trở thành nam nghệ sĩ solo sở hữu MV có lượt xem đồng thời tại thời điểm công chiếu cao nhất trên YouTube. 4. Nghệ sĩ V-pop sở hữu nhiều MV triệu view nhất. Với 100 triệu view sau 15 ngày 18 tiếng 09 phút, MV Hãy Trao Cho Anh đã trở thành MV thứ 6 của Sơn Tùng cán mốc 100 triệu view và cũng là MV đạt mốc 100 triệu view nhanh nhất trong 6 MV của anh. Các MV khác đạt mốc 100 triệu view trước đó là Em Của Ngày Hôm Qua, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, đạt 100 triệu view trong 6 tháng, Lạc Trôi trong 60 ngày, Nơi Này Có Anh 59 ngày và Chạy Ngay Đi khoảng 6 tháng. Anh hiện là nghệ sĩ V-pop sở hữu nhiều MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất. Có lẽ đây là một trong những kỷ lục rất khó để các ca sĩ khác vượt mặt. 3. MV đứng top 1 trending lâu nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Sự chiến chu và đầu tư lớn khi Sơn Tùng MTP mời rapper nổi tiếng thế giới Snoop Dogg để đọc rap, người mẫu ca sĩ Madison Beer làm diễn viên cho MV hay thuê cả ekip ở Mỹ rất đắt đỏ để quay MV. Nhưng tổng thể Hãy Trao Cho Anh khiến người xem mãn nhãn. Chính sự mới lạ và thái độ làm nghề nghiêm túc ấy đã tạo nên những chuỗi thành tích kinh hoàng của Hãy Trao Cho Anh, trở thành xu hướng tìm kiếm trên YouTube. Cụ thể, sau 28 tiếng ra mắt, MV này đã vươn lên top 1 trending của lãnh địa YouTube Hàn Quốc. Và đặc biệt, nó đã chiếm dụng vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam với thời gian tới 13 ngày, một kỷ lục đáng gờm mà từ trước đến nay chưa từng có một ca sĩ nào của Việt Nam làm được. 2. Kỷ lục châu Á video xem nhiều nhất 24 giờ, Chạy Ngay Đi. Năm 2018, Sơn Tùng cũng từng gây sóng gió trên YouTube với MV Chạy Ngay Đi. Các bạn đã xem MV này chưa? Nếu bạn nào chưa xem thì nên xem thử một lần đi nhé. Sau 24 giờ ra mắt, MV Chạy Ngay Đi đã xác lập một kỷ lục mới ở khu vực châu Á Thái Bình Dương khi cán mốc 22 triệu view, vượt mặt cả nhóm nhạc xứ Hàn BTS để trở thành ca sĩ châu Á đầu tiên lọt top 15 MV có lượt xem nhiều nhất toàn cầu trong vòng 24 giờ. Tuy kỷ lục này hiện nay đã bị chính Sơn Tùng phá bỏ bằng MV Hãy Trao Cho Anh, nhưng đây lại là bước tương thành khó đánh đổ đối với các ca sĩ khác trong làng nhạc Việt. Có thể nói, Sơn Tùng MTP là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể làm nên kỳ tích này. 1. Người đầu tiên Việt Nam có MV đạt top 20 MV có lượt xem toàn cầu cao nhất trong vòng 24 giờ. Việt Nam có nhiều ca sĩ nổi tiếng nhưng lại chưa ai được cả thế giới biết đến như Sơn Tùng. Với 25,8 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu, MV Hãy Trao Cho Anh đã lọt vào danh sách 20 MV có lượt xem trong vòng 24 giờ cao nhất thế giới. Đây là MV Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này, đồng thời cũng lập kỷ lục là MV Việt Nam có lượt xem trong ngày đầu phát hành cao nhất. Với con số đạt được như trên, Sơn Tùng chỉ đứng ngay sau siêu phẩm Hello của Adele và đứng trên nhiều bom tấn khác như You Need To Calm Down và Bad Blood của Taylor Swift, DNA của BTS. Đây không chỉ là một thành tích riêng của Sơn Tùng mà còn là một minh chứng rất rõ ràng cho việc âm nhạc Việt Nam hoàn toàn có thể đối đầu công bằng với bạn bè quốc tế trên nền tảng YouTube. Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về nội dung video hôm nay. Nếu những kỷ lục của Sơn Tùng làm bạn thú vị thì hãy chia sẻ video để mọi người cùng thưởng thức. Và cũng như thường lệ, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để được xem những video mới nhất, hấp dẫn nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!